Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 79 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Và cái chủ đề của phần 79 này á là Trung của rệnh trên tờ dung nỉ họ mà. Trung của rệnh trên tờ dung nỉ họ mà. Người Trung Quốc trên tờ là thực sự. Dung nỉ họ mà tức là có dùng cái câu nỉ họ không? Người Trung Quốc có thực sự dùng câu nỉ họ không? Thì đó là chủ đề của phần 79 này, à, một câu hỏi cũng rất là thú vị phải không ạ? Thì sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe người bản xứ người ta đọc trước một lần và sau đó người ta đọc lại với tốc độ nhanh hơn một chút. Để cho chúng ta nghe thử xem mình nắm bắt được nhiều không rồi sau đó mình sẽ giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn. 中国人真的用你好吗？我们都会说你好、您好，但在中国，人们真的都用你好、您好吗？第一次见面，我们会用你好，也用您好，但如果是朋友见面，人们很少用你好，人们喜欢用。 吃饭了吗？去哪儿？或者叫对方的名字，比如邻居见面可能会说：“吃了吗？”“吃了。”你呢？“没吃。”等会儿去吃。朋友见面可能会说：“去哪儿呢？”“去那儿。”你呢？“随便走走。”在公司见面可能会说：“王总。”“小李。” 所以见面时，当别人和你说“吃了吗”，不是真的想知道你吃了吗？也不是要你请吃饭。当别人问你去哪儿，不是真的想知道你去哪儿，人们只是在和你打招呼。中国人真的用“你好”吗？我们都会说“你好”，“您好”。 但在中国，人们真的都用“你好”“您好”吗？第一次见面，我们会用“你好”，也用“您好”。但如果是朋友见面，人们很少用“你好”，人们喜欢用“吃饭了吗？去哪儿？”或者叫对方的名字。比如邻居见面可能会说：“吃了吗？吃了，你呢？” 没吃，等会儿去吃。朋友见面可能会说：“去哪儿呢？”“去那儿。”“你呢？”“随便走走。”在公司见面可能会说：“王总，小李。”所以见面时，当别人和你说“吃了吗？”不是真的想知道你吃了吗？也不是要你请吃饭。当别人问你“去哪儿？” 真的想知道你去哪儿人们只是在和你打招呼 và vừa rồi các anh chị và các bạn đã nghe và hiểu được không ạ sau đây mình sẽ tiến hành giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé Trung Quốc rịnh trên tờ dùng nỉ họ ma người Trung Quốc có thực sự dùng cái câu nỉ họ không qua họ nín họ tôi số chúng ta đều sẽ nói hoặc là đều có thể nói tôi quý số tôi có nhiều nghĩa chúng ta đều có thể nói là nỉ họ nín họ chào anh hoặc là chào ông chào bà gì đó tan trai trung của tan ở đây tức là tan sư tan sư trai trung của nhưng mà ở trung quốc rảnh minh trên đời dùng nỉ họ nín họ mắt À, mọi người đến mới là mọi người có thực sự dùng câu nỉ họ và nỉ họ không ta trai trung của đến mình chính là tôi dùng nỉ họ à, nỉ mà tí ý xưa trên men tí ý xưa là lần đầu tiên tí ý xưa trên men là lần đầu tiên gặp nhau à, tí ý xưa mình cũng có thể nói là thổ ý xưa thổ ý xưa trên men wo men hui yong ni hao Và dùng ni hao chúng ta sẽ dùng cái câu ni hao cũng có thể dùng câu niệm họ về dùng niệm họ rủ của tan rủ của sư phẩm dầu trên men tan ở đây vẫn là tan sư là nhưng rủ của là nếu hoặc là nếu như rủ của sư phẩm dầu trên men nếu như bạn bè mà gặp nhau rảnh mến hẳn xào dùng nỉ họ mọi người rất ít khi hẳn xào là rất ít khi Dùng nỉ họ là dùng câu nỉ họ thì hẳn sao chỗ đây chúng ta cũng có thể dùng cái cụm khác để thay đổi. Ví dụ như là mình dùng cụm cụm từ bố sản. Rồi bố sản dùng. học. người ta không có thường dùng câu nghĩ họ. Rồi mến xỉ khoan dùng. là ma. nạ. Người ta thích dùng cái câu là ăn cơm chưa? Đi đâu vậy? À, Rồi khoan dùng. là ma. nạ. Hoặc là giao đối phương tờ hoặc là gọi cái tên của của cái người đối diện đó thôi tuy văn là đối phương thì dịch là người đối diện đó như vậy có thể hỏi ăn cơm chưa đi đâu hoặc là kêu cái tên anh hai anh ba hay là lâm hay cúc hay huệ gì đó là cũng là một cách chào rồi bì rủ liễn chi trên men bì rủ là ví dụ như liễn chi là lân cư tức là hàng xóm là chữ liễn là chữ lân là lân cận còn chữ chi là chữ cư Lính chứ là hàng xóm Ví dụ lính chi trên miền Ví dụ như hàng xóm mà gặp nhau Khờ nẫn huy có thể sẽ nói Chứ lơ ma Chứ là, Mấy chứ, tần huy, chứ, chứ. À, Như vậy là à, Ví dụ như người hàng xóm Những người hàng xóm khi gặp nhau thì có thể nói Ăn gì chưa ở ma Thì người kia trả lời là ăn rồi Chứ lơ nì Còn chỉ như sao Mấy chứ chưa ăn tần dĩ huê chợn à, chờ lát nữa mới ăn một lát nữa một chút nữa mới ăn rồi đó là cũng là cách chào nhau đấy phẫn vô chen men khờ nẫn huê phẫn vô chen men tức là bạn bè gặp nhau khờ nẫn huê có thể sẽ rồi sẽ gì khờ nẫn huê số có thể sẽ nói suy nở nó suy nở nó đi đâu đó à, suy na nhìn nó À, đi qua bên kia kìa, còn bạn xui bên chỗ chỗ, xui bên là tùy ý tùy tiện như vậy là xui bên chỗ chỗ có nghĩa ồ đi vòng vòng tí, lang thang tí, ví dụ vậy. Trai cung sư trên men, trai cung sư trên men. Nếu ở công ty mà gặp nhau á, khờ những khuy số có thể sẽ nói, nói gì nào? Quảng trùng, xéo lì, rồi quảng trùng ở đây có nghĩa là quảng trùng chiến lì, ông tổng giám đốc, họ vương nào đó mà gọi là quảng trùng tức là quản trùng chiến lì thì mình hiểu cái nghĩa ồ xin chào giám đốc vương rồi à, tiếp nữa nha số gì trên men sữa cho nên khi mà gặp nhau số gì trên men sữa tăng bẻ rịnh hở nì số chưa là ma tăng ở đây ta hiểu là tăng tơ sữa hô có tơ sữa hô phía đằng sau nữa tăng bẻ rỉnh hở nì số chưa là ma tơ sữa hô nhưng mà ngay chỗ này nó không cần nói ra nó nó tắt đi á như vậy tăng đây là khi Tăng bẻ rỉnh hở nửa sư là ma Khi mọi người nói với bạn là Ồ oh, ăn gì chưa Bố sư trinh tờ sàng chưa to nửa sư là ma Bố sư là không phải Trinh tờ là thực sự mong muốn à, Trinh tờ sàng thực sự mong muốn Mong muốn biết là bạn đã ăn chưa Không phải họ thực sự muốn biết là bạn đã ăn chưa Về bố sư giao nỉ xin sư phan Cũng không phải là muốn bạn mời người ta ăn tăng bẻ rịnh quên đi suy nà, khi người khác quên đi suy nạ hỏi bạn đi đâu đấy bố sư trên đờ sàn trí tao nhị suy nà cũng không phải thực sự muốn biết bạn đi đâu rịnh minh trừ sư hở nhị tà trao hu trai hở nhị tà trao hu mà mọi người chỉ là đang chào hỏi bạn thôi như vậy hôm nay chúng ta đã học thêm một cái cách mà người trung quốc hay chào hỏi ở cái dạng cũng tương đối thân thiện thì người ta sẽ chào hỏi như vậy đó chứ không phải lúc nào cũng thường xuyên là dùng à, nỉ hò nỉ họ dùng như vậy nó sẽ không có thân lắm à, sau đây thì à, xin mời các anh chị và các bạn nghe người bản xứ người ta đọc lại một lần nữa à, đê, trước khi kết thúc bài trung Quốc人真的用你好吗? họ 你好，您好，但在中国，人们真的都用“你好”“您好”吗？第一次见面，我们会用“你好”，也用“您好”。但如果是朋友见面，人们很少用“你好”，人们喜欢用“吃饭了吗？去哪儿？”或者叫对方的名字。比如邻居见面可能会说。 吃了吗？吃了。你呢？没吃。等会儿去吃。朋友见面可能会说：“去哪儿呢？”“去那儿。”你呢？随便走走。在公司见面可能会说：“王总，小李。”所以见面时，当别人和你说“吃了吗”，不是真的想知道你吃了吗？也不是要你请吃饭。当别人问你。 Và đến đây là kết thúc bài xin chúc các anh chị và các bạn học thật là vui và hiệu quả. mọi người nhớ cho thầy một like để ủng hộ tinh thần và nếu ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký để nhận được những cái thông báo về video tiếp mới nhất. xin chào mọi người chúc sức khỏe chúc bình an